mẹ cái thằng chờ chết. Chúng ta đã chơi tới ngày 6 rồi đúng không? Tiếp tục, mình sẽ tiếp tục. Và hôm nay mình kể bữa là mình làm được một cái nông trại là ui, làm tới cái nông trại được cơ mà. Mình sẽ chia thành nhân sự này qua theo đổi nghề gia thú. Mình sẽ được hôm nay mình sẽ xây dựng lò rèn trước. Lò rèn coi. Ơi có thằng mới, có thằng mới. Ừ hai thằng qua. Cho hai thằng này nó qua nó lấy cái gì ta. Rồi nó qua nó lấy sắt. Không có sự gỗ à. Sắt. Tại nhiều quá nhìn muốn đúng luôn á. Thề. Làm cho hang này sao đây, không có số băng nữa vãi. Rồi rồi ok ok mình sẽ chuyển thằng này một xe gỗ qua bên mỏ sắt làm cho nó lẹ. Và đâu rồi? Ê, mình sẽ làm việc trong nông trại mà sống. Ủa cái gì đây? Ủa cái này là gì á? Ngọc. Ồ. Mình được 5 ngọc các bạn. Wow. Ê, sao sáng như vậy? Cái gì à? Chế tạo được gì rồi? Cần 10 cái gì nữa? Vậy mình sẽ chế tạo nhân sự qua bên mỗi sắt hả? Mình sẽ đẩy hết qua nhân sự qua còn mọi màu sắc hết luôn. Nông dân lính ghế ok, 4 màu sắc là sẽ được rồi, sẽ được làm một phát là được. Ô oh, có chợ mấy bạn vãi. Có chợ, có chợ. Chợ gì, chợ cái gì? 5 ngọc làm được gì ta mẹ? Bốc hơi nhanh quá mấy bạn. Vừa cái mất tiêu mình không biết cháo gỗ đuốc lửa. Mấy ngày có đuốc lửa hết chưa? Lính ghé. Sao lính ghé còn hai thằng vậy? Thằng kia bị lát rồi. Ồ, thằng này bị lát các bạn. Vãi. Thôi thôi, quay lại, quay lại. Ý, con to thế. Thôi thôi thôi. Được không ta phụ? Ráng đi, ráng ráng ráng. Ui. Nó mạnh quá các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên em, cố lên em, cố lên em, cố lên em. No 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 no. Nó con này mạnh quá. Oh. Ok anh em, sau khi chơi ngu và tôi đã quay trở lại đây. Tôi đã làm lại được mớ. Giờ tôi sẽ làm rèn thay vì làm đồng cỏ. Tại nãy tại còn có hai thằng à. Làm nó mất kiểu như là hai thằng nó lại con quỷ quái. Có chịu lại. Con mình sẽ có, nếu mà làm rèn này sẽ có cung tên sắt gỗ. Có lẽ mình sẽ làm một cái cung tên nha. Cuốc và rìu sắt. Rìu sắt là chắc gỗ chắc nhiều hơn. Và cuốc hả là chắc làm liềm. Mình cứ làm cung tên trước cho mấy thằng này. Một thằng có gì bắt ghét không thể. Cung tên làm gì nè? Cung tới, nó tới. Đủ xem. Cung tên không? Đó, con to đụng nó. Đập nó, phải đập phụ nó. Được mà, 4.000 đập được mà. Chạy, ừ đúng rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Hay, trời. Ủa,
nhân sự của mình được chính hàng. Để coi, tôi vẫn để hàng 4 hàng này đi, mình cho làm gì nữa. Tôi vô. Giờ sau khi mình đã chiến thắng được cái con quái quỷ kia thì giờ mình đã tiếp tục quay trở lại với hai thằng. Thêm có hai thằng mới với bạn và hãy mà làm được cung tên là cái lính trinh sát này. Thế à, thằng này sẽ là trinh sát, nó sẽ nói chung là vậy đó. Rồi mình sẽ lên chiến binh rồi. Cho này qua màu sắc đi, mình sẽ trang bị đồ nhé, chế tạo đi đây. Cuốc, cung tên, liềm, cái nào mắt này, đồ sắt, đốn hạ cây, à biết ngay mà, không biết, không được cái tay. À, mình có cái này hình như có rìu là mình giải phóng được đường phía tây. Đây, cái này nó mình sẽ làm thuyền được nha các bạn, khá là hay. Mình sẽ chỉ một cái liềm. Thế nên mà bước đến trời tàn có quách và hai con chim sẻ trở về. Liên quan cái gì á? Thế mất một nhân sự rồi các bạn. Này da, bậy quá đi da. Đi sắt hả? Thôi trang bị luôn ơi, đỡ rồi anh coi. Phải nó đi luôn rồi mấy bạn. Mình sẽ coi xây dựng được gì nữa. Mỏ than, đồng cỏ, chạy gần xong. Rất mệt. Ôi chết mẹ. Mấy lính canh mệt hết rồi mấy bạn. Chết bà. Ta mỏ hơi mệt. Trời mấy này tuổi gì. Hoa lục da. Mình lâu rồi. Mình đã có 10 nhân sự. Tại có vũ khí mới khèo lẹ lắm mấy bạn. Kêu cái gì? Thắng biết rồi. Nên chế tạo chính xác không nhỉ? Chế tạo chính xác đồng nghĩa với việc là 50-50 đó bạn. Đi là không biết được cái gì nhưng mà đi một cái là mất á. Cái tay mình sẽ làm mỏ than ha. Mỏ than thì được cái gì á? Hay khu đóng tàu. Không, mình sẽ làm thảm cỏ trước. Thì mình sẽ quăng một thằng qua bên đây ha. Thằng cỏ. Cung cấp gia tại đồng cỏ. Chết bà. Mình phải đưa một thằng xe gỗ vô bên đây mấy bạn. Người chăn nuôi gia súc trừ thực phẩm. Hơi khó nha. Khá là khó mấy bạn. À, đúng giá. Rồi sao? Ừ, có nhân sự. Mình sẽ cho nó vô. Gì vậy? Hai thằng. Một thằng cho nó sẽ vô sẽ gỗ. Thực phẩm chứ, quên. Là 10. Thêm một thằng sẽ gỗ này. Cứ lấy thực phẩm chứ đi. Giờ mình chỉ có thực phẩm đang thiếu. Đo tốc độ đi. 4 thằng bên ta đang chờ này. Ui, đông thế. Gạt 4 rồi ta.
Mình ghen bố. Mình ghen bố lúc sau mình phải cần nằm nó bạn. Đau lắm, lúc sau đau cực kỳ. Mạnh đấy chứ. Cái này ghê lắm. Full rồi. Đến ghế của mình là full trang bị. Gì vậy? 5 dân 3 đúng rồi, mỗi sát 2. Rồi trang thú. Có vẻ là mình nên thay đổi hàng hàng người trang thú này. Có lời bạn, quả thật sự bổ. Rồi chờ nó làm thôi. Thằng người con thú. Có một người qua, có một người thôi, để mình coi đó. Cái này trung thật cái nào. Trung thật, chăm chỉ, khỏe mạnh. Bất cứ thằng nào có thể là bị điên hay gì ha. Dũng cảm, nhanh nhẹn. Rồi chăn cùi. Rồi nhảy vô chăn. Khoan, rất khỏe mạnh, chăm chỉ, nhanh, thông thái nha. Thông thái mà làm lính gác nha. Hơi vô lý nha. Kệ, okay, không sao các bạn, ok. Không sao, kệ để đi. Không có chú ý tới mấy cái đó quá. Ok, mình sẽ làm chạy gần xong các bạn. Nó đang ra. Ui. Sinh sống này tăng lên được 30. Con lớn nào. Hết rồi. Ừ. Hết rồi các bạn. Nó càng ngày đêm nó càng mạnh. Ghê lắm. Đấy. Mấy thú đã bị giết. Càng đêm nó càng mạnh mà. Có nhiều đêm có hai cái con kia luôn. Nên mình phải cần tăng cái gì? Tăng cái quân lính của mình lên. Quân lính tăng của mình lên. Qua mùa đông nữa rồi. Ok, mình sẽ đổi thằng nông dân qua xe gỗ. Dạ giờ thằng nào nó cũng có rừng sắt không các bạn? Mình sẽ làm thuyền, đóng thuyền. Khu đóng tàu và mỏ than. Tập này mình sẽ làm xưởng thuộc gia đi. Xưởng thuộc gia và khu đóng tàu. Có thể là mỏ than hoặc khu đóng tàu. Ok, mình sẽ skip cái chỗ tới xưởng thuộc gia. Giờ tôi đã đủ rồi nè. Giờ mình sẽ xây dựng thử xưởng gia thuộc. Hôm nay mình nếu mà có thể là mình sẽ xây xưởng gia thuộc mỏ than nữa bạn. Bạn đón xem mình tiếp theo mình sẽ xây khu đóng tàu, nó sẽ có gì thú vị. Ở đâu rồi? Sẽ tạo đâu ta? Đây, ngon, được gì? Mình sẽ được cái gì? Áo giáp sắt, da thành phẩm, túi da. Ồ, có khiên. Da thành phẩm là da sao? Mình mới nhận được, mình đưa một thằng trinh sát đi mà giờ nó không biết ra đâu, nó ở đâu rồi. Ồ, thay đổi nghề này các bạn. Thợ thuộc da. Đây, thợ thuộc da. Trang bị đồ được không nha? Để coi, chế tạo sẽ đẩy. Thầy thuộc da. Ok, được luôn đó bạn. Ui. Là mình sẽ chuyển ít nhân sự. Mình hồi nãy mình bỏ thằng năm lính gác vô rồi. Năm thằng lính gác vô rồi. Nên cũng được đi. Thay đổi nhà. Thằng này sẽ qua một trang gia súc. Và mình sẽ dư một cái này, dư một cái rìu, mình bỏ vô đằng này.
nó sẽ mạnh hơn. Mà mở thang, wow, let's go. Một cái hang bí mật. Ồ, chính xác cho vào một cái hang bí mật ấy. Ở đâu á? Không biết. Chính xác đâu? Ở nghe. Làm chăn gia súc. Mình sẽ đưa thằng qua bên kia. Đâu à? Mở thang. Đây. Mình sẽ quăng cho nó chết tại. Ui, hết gỗ rồi các bạn. Phải chờ đến sáng rồi. Phải. Mình sẽ mình tập này để coi mình sẽ chế tạo cho mấy thằng này khiên. Khiên hả? Không, mình sẽ áo giáp sắt đi. Chế tạo cho mấy thằng này. Ui, con gì thế? Vãi, nhìn nổi như gà luôn á. Được không? Được, 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 được. Ừ, hay, 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 hay. Mạnh, mạnh mấy bạn, nó quánh mấy mình muốn chết luôn nè. Thôi. Nó ghê vậy. Kinh khủng thật sự đó mấy bạn. Ui. Nó quánh ghê. Rồi, 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 rồi. Rồi mình cần, mình cần mình cần áo giáp lẹ lẹ đó. Để coi, cái này trung thực. Ghê bạn. Nổi như gà luôn á. Con lắm. Quýnh một thằng gần chết luôn mày. Trời ơi, qua mùa đông nó quên nữa. Chế tạo mình sẽ coi coi gia thuộc thành phẩm chưa. Bốn gia thuộc thành phẩm mấy bạn, bốn gia thuộc thành phẩm. Thang thì xây dựng được gì? Lò luyện thép. Có 100 thang. Ồ. À ghê. Mình sẽ chế tạo một bộ giáp sắt và cho một thằng kia và mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Ừ, cái con này mạnh thật sự. Khá là lâu. Chế tạo gia thuộc khá là lâu. Hai người đó nè. Mình sẽ cho thợ thuộc da một thằng. Rồi gì nữa ta? Nông dân người chăn gia súc. Thợ mỏ than nha. Thợ mỏ than. Mình đang bị kiểu như là bị mất phương hướng vậy. Đâu để mình xây dựng chế tạo cái xe đẩy cho hang này cái đây. Làm gì cũng hơi nhiều. Thôi rồi. Ok. Có thêm một thằng thang. Ok, giờ mình sẽ chế tạo cái thử cái giáp cho một thằng nó giúp sắt. Lính gác, thằng nào xịn xịn đi. Con nào xịn xịn như vậy. Sung sức nha, không thái, hơi đói. Sung sức. Chăm chỉ, nhanh nhẹn. Không thái, sung sức. Ngay sức. Đâu, nó đâu. Thằng nào đó này, không thấy. Ok. Ok, tập này mình sẽ kết thúc tại đây và mong các bạn thích series này và tiếp tục ủng hộ mình và mình sẽ ra tiếp tập sau và mong các bạn like và subscribe chia sẻ cái video này nha. Thì thôi mình coi luôn cái khúc này đánh luôn đi. Nào. Ui con to mấy bạn. Được không? Được mà. Ngâm hạng. Tốc độ lắm. Nhảy rồi. Ui. Cũng đau đó mấy bạn. Nhưng mà vẫn chấp. Ok, bye bye và gặp lại các bạn.